của đời chúng ta trong buổi phát trực tiếp bản tin. Nhà này công bố vụ tù nhân của vụ án hai năm trước xin tái thẩm, kèm một đoạn video phỏng vấn những cảnh sát phụ trách vụ án đó. Tuy trẻ mặt nhưng anh cũng biết để lừa chuyển cả điều tra. Thực chất đây chỉ là một vở diễn của anh ấy. Khi được phỏng vấn, tôi chẳng có biểu hiện quá thích vì được hỏi về lý do tại sao tù nhân anh bắt trong vụ án 5 năm trước xin tái thẩm. Điều này sẽ khiến mọi người nghi ngờ phải đang lo lắng điều gì đó vì cập chân mới chuyển đến kích động như vậy. Nhà này tiếp tục chiếu thêm một đoạn video phỏng vấn người yêu cũ của nạn nhân trong vụ án. Khi được hỏi tại sao không ra làm nhân chứng, anh người yêu trả lời do cảnh sát không hỏi tới. Điều này khẳng định cảnh sát thiếu trách nhiệm trong vụ án đó. Sau buổi phát sóng, có một bộ phận người dân biểu tình yêu cầu thẩm phán đồng ý cho tái thẩm vụ án 5 năm trước. Con gái bị cáo sẽ điều vô cùng phân tích, còn những kẻ âm mưu hại người lại bắt đầu lo lắng. Tên ủy viên xem bản tin xong, cô gắng gọi điện cho cục trưởng của cảnh sát cùng nhau âm mưu một kế hoạch nào đó. Sau đó, tên ủy viên cử em trai mình là tên đeo kính lên gặp chủ tịch Ô. Vì biết kiểu gì Otian cũng phải ra làm chứng, nếu phiên tái thẩm diễn ra, tên đeo kính bắt chủ tịch Ô hay giữ kín một bí mật nào đó, cứ làm theo kịch bản và ủy viên điều cho. Ủy viên là người mở cánh cửa ra thì sẽ là người đóng cánh cửa đó lại. Cứ yên tâm và sống cuộc đời của mình. Chủ tịch Ô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đồng ý thẳng theo. Lúc này luật sư lại đến trại giam gặp tù nhân bị oan. Mọi chứng cứ có lợi cho anh đều đã được chúng tôi thu thập đủ. Bây giờ chỉ cần đợi phiên tái thẩm diễn ra là anh có thể được minh oan. Nhưng bây giờ tù nhân bị oan lại có biểu hiện rất lạ. Anh ta không muốn tái thẩm nữa. Hóa ra vài ngày trước có một bạn tù cho anh ta xem một video dùng con gái của tù nhân bị oan để đe dọa. Sau đó đội trưởng giam cùng Trung úy Ô đến nhà giam để khuyên tù nhân bị oan một lần nữa. Tù trưởng nói rằng vì con gái anh không thể từ bỏ. Nghe thấy tên con gái, tù nhân vô cùng kích động hỏi con gái mình đang ở đâu. Tù trưởng nói cô bé đang ở nhà mình. Chính con gái anh đã nhờ chúng tôi giúp anh không thể để cô bé tử vong thêm một lần nữa. Tù nhân bị oan chờ đợi một lúc, anh ta nhờ đội trưởng giam chăm sóc con gái mình, vẫn giữ nguyên quyết định không tái thẩm nữa. Tôi trang và chị Húc đẩy bất lực, biết chắc chắn là có nguyên nhân. Trung úy Ô đến gặp con gái tù nhân bị oan, hỏi cô bé gần đây có đi gặp ai không. Cô bé kể lại việc mình từng bị tên lưu manh rủ đến chỗ hắn, nhưng hắn chỉ đe dọa làm cô lên cơn động kinh rồi bỏ đi, chứ không làm gì gây hại cho cô bé. Chị Húc biết tên lưu manh chính là người quay video rồi gửi cho bố cô bé trong tù, dùng nó đe dọa bắt anh ấy dừng việc xin tái thẩm. Nhưng hắn không có nguyên nhân gì để làm chuyện đó, chắc chắn phải có ai sẽ bảo. Hôm sau, Trung úy Ô theo dõi tên lưu manh, anh vào nhà và ép hắn ngồi xuống nói chuyện, nhưng hắn